cho mọi người đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Bữa giờ thì mình làm review đi trải nghiệm rất là nhiều dòng laptop. Tuy nhiên là lâu lâu thì mình cũng có làm những cái trải nghiệm về những dòng máy bàn. Đến với những dòng máy bàn thì cũng được nhiều người hỏi, ví dụ như là máy bàn với laptop thì máy nào nó sẽ bền hơn. Dĩ nhiên mình không thể phủ nhận được chiếc laptop thì nó rất là flexible, nó rất là cơ động, linh hoạt trong cái việc di chuyển. Tuy nhiên nói về hiệu năng và tính bền bỉ thì không thể nào qua được một chiếc laptop máy bàn được. Bên cạnh đó, ví dụ như có những người hỏi với những dòng máy mà mình thấy trên thị trường á, thì máy bàn như thế này nè, thì với một chiếc mà mình đi ghé các trung tâm, ví dụ như là Phong Vũ hay là các tiệm bán máy tính á, mình lắp ráp thì chiếc máy nào nó sẽ bền hơn? Một câu hỏi có thể nói rất chi là không biết đường trả lời. Tại vì như chúng ta không biết thì với những dòng máy mà họ đã build sẵn, các kỹ sư HP hay kỹ sư của Dell hay là kỹ sư của Asus, thì họ đã tính được những cái thông số kỹ thuật, tính được cái xung nhịp như thế nào, đó là nó là gọi là tối ưu hóa nhất, thì mấy chiếc máy này nó sẽ bền bỉ và hiệu năng nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì ví dụ như là cũng có nhiều người hỏi là hiện bây giờ máy bàn ai đâu mà xài, mà mình đi làm review đi trải nghiệm như thế này. Mình cũng sẽ nói cho mọi người biết là rất là nhiều người nhu cầu vẫn còn đang xài máy bàn, ví dụ như là các công ty hay các cơ quan tổ chức. Đặc biệt là chúng ta thấy ví dụ như những cái mà chúng ta nhìn thấy nè, chúng ta đi siêu thị hay chúng ta đi những cái trung tâm Anh ngữ hay là những phòng khám, thì một chiếc laptop không thể nào mà xài bền bỉ và chúng ta mở liên tục mà tốt bằng một chiếc máy bàn được. Thì sau đây mình sẽ cùng đi trải nghiệm một dòng Dell OptiLess 7060 SFF với cái giá chỉ hơn 7 triệu thôi, chúng ta sở hữu được một chiếc máy sách tay nguyên con, khả năng nâng cấp cũng rất là tốt, thay thế dễ dàng, tại vì đây là những cái dòng bán rất là chạy thị trường Việt Nam mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lắp cái chiếc máy này và mình tháo ra cho mọi người xem bên trong chiếc máy này, xem linh kiện nó có khác gì so với dòng máy mà chúng ta thường đi lắp ráp hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thực tế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế dòng mà Dell OptiLess 7060 SFF. SFF nghĩa là viết tắt tiếng Anh của chữ Small Form Factor, nghĩa là cái chuẩn nhỏ. Bởi vì mọi người sẽ thấy tính tiện lợi của cái dòng máy được build sẵn như thế này, nó rất là nhỏ. Ví dụ như mình có thể mình bỏ ở dưới chân mình hay là bỏ trên bàn cũng được, bỏ ở ngăn kệ cũng được. Đây Dell, mình có thể hình như mình để ngược. Ok mọi người, sorry. 7060, đây có chữ OptiLess nè mọi người, 7060. Với những dòng máy này thì mình bán rất là nhiều cho các trung tâm Anh ngữ, siêu thị, các phòng khám, trường học, vân vân. Đặc biệt là các doanh nghiệp họ mua rất là nhiều. Chiếc máy này hiện tại đang được đề xuất với cái giá là 7.7 triệu, với cái phiên bản thấp hơn một đời là 6.6 triệu. Và mình cũng có những chiếc máy coi năm nha mọi người. Ví dụ như là những dòng Dell 7020. Thì chúng ta thấy cái series của nó nè, 7020, 7030, 7050, 7060. Hay là HP thì có HP 800G1, G2. Thì giá nó cũng tầm khoảng hơn 3 triệu à mọi người. Tùy, coi năm đàng hoàng, thế hệ 4, RAM 4GB, SSD 128. Còn đối với dòng này, đang được trang bị một cái con chip, là con chip Core i5. Thế hệ thứ 8. Lưu ý nha mọi người, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256. Màn hình phím chuột thì chúng ta sẽ build, mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách build như thế nào nha. Bây giờ chúng ta cùng tháo chiếc máy ra cho mọi người xem. Chiếc máy này là một chiếc máy sách tay nguyên con ở nước ngoài về. Cho mọi người coi trước rồi mình sẽ thử mình lắp ráp lên, rồi mình sẽ tính tiền cho mọi người thử cái tại vì mình bán rất là nhiều. Thì ở đây là cái quạt nè mọi người. RAM nằm bên dưới. RAM nằm bên dưới nè mọi người thấy không ạ? Đó. Ổ cứng nó nằm
Thì những cái dòng máy nhỏ này nè, mọi người sợ là mua, khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ rất là khó thay thế, tại vì những cái dòng này bán rất là chạy rồi. Nên là mọi người cũng yên tâm, không phải lo cái chuyện mà khi mà nó hư mình không có linh kiện mình thay nha. À, tại vì nó nằm bên dưới ổ cứng SSD 256. Ổ cứng MSSD đàng hoàng SATA, RAM hiện tại đang 8GB nè, mình quay ra cho mọi người thấy. Thiết kế rất là đơn giản. Với những dòng này thì có rất là nhiều người cũng nghĩ là sẽ không có nâng cấp được. Rất là sai lầm nha mọi người, sao mà không nâng cấp được? Khi mà chúng ta thấy ở đây nó có cái cổng PCI nè. Nghĩa là chúng ta có thể chúng ta mua cái card màn hình chúng ta gắn vào. Còn cái câu chuyện mà những chiếc máy này nó bán trên thị trường rất là nhiều, và chúng ta thấy được rất là nhiều doanh nghiệp, mấy doanh nghiệp nước ngoài, các bạn để ý đi, không có doanh nghiệp nào đi mua máy lắp ráp hết á. Tại vì hầu hết người ta mua nguyên con như này, tại vì đây là những dòng máy nguyên con, các kỹ sư của hãng họ đã build lên và là họ đã tính được cái xung nhiệt, thông số kỹ thuật, tối ưu hóa cấu hình cũng như là hiệu năng rất là tốt rồi. Cái này là chúng ta không thể nào mà chúng ta hơn người ta được. Đây là một cái mà chúng ta nên có thông tin. Bây giờ mình sẽ lắp chiếc máy này lại. Đơn giản lắm mọi người, dòng máy này rất là nhỏ gọn, thấy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha mọi người. Mình có rất là nhiều cái phiên bản nhưng mà mình làm một cái demo cho mọi người xem thôi. Ok, bây giờ nè mình tháo ra. Ví dụ với chiếc máy này, mình tháo ra nha mọi người. Ngoài ra mình cũng nói thêm một số thông tin nữa. Trước đây thì cửa hàng cũng nhập nguyên con, máy HP hay là Dell thì nhập nguyên con về rất là nhiều. Tuy nhiên là có một cái mà mình cũng rất là trăn trở là khi mà mình bán cho khách á, xài được đâu khoảng 1 năm á, thì cái màn hình nó hay bị hư. Nó bị đèn nó không lên hay là nó bị gì đó mình không biết. Cho nên là sau này á, thì mình đã quyết định mình không có nhập màn hình nữa, mình chỉ nhập máy tính thôi. Đó. Nhập máy tính thôi nha mọi người. Tại vì cái màn hình bây giờ nó rất là rẻ, màn hình mới 100% nó có tầm khoảng 2 triệu đồng à. Mà trong khi đó chúng ta đi mua cái màn hình cũ cũng đã 1,5 triệu rồi. Mà cái màn hình cũ thì bảo hành được có 6 tháng thôi. Cho nên mình đi mua cái màn hình mới mình được bảo hành 1 năm, 3 năm nó sướng hơn chứ. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cái màn hình này ra. Màn hình to và đẹp như thế này mà nó có 2 triệu đồng, triệu mấy 2 triệu đồng, mắc gì mình đi mua màn hình cũ. Mọi người có thấy hợp lý không? Đây, màn hình rất là đẹp, rất là to, tràn viền VSP. Mình sẽ lắp lên cái này cho mọi người xem. Sau khi mà mình lắp gọn ghẽ rồi, tại vì mình làm tạm để cho mọi người thấy nguyên một bộ máy bàn gồm những cái gì, thì mình bật cái nút nguồn lên. Thực ra với cái mức giá mà tầm khoảng 10 triệu mà chúng ta mua một chiếc máy có thể nói là như mới. Màn hình là mới nè mọi người, cho mình mắc cho mình đi mua màn hình cũ. Màn hình mới mà có tầm khoảng 2 triệu rồi, màn hình chúng ta thấy tràn viền rất là đẹp, độ phân giải cao, sắc nét. Thay vì chúng ta mua cái màn hình cũ nó bảo hành được có mấy tháng rồi nó xài nó chập chờn. Bây giờ xu hướng màn hình chúng ta thấy là xài màn hình wide. Chúng ta thấy màn hình wide nhìn rất là đẹp, rất là rộng nè mọi người. Phím chuột là mới hết hoàn toàn. Máy chúng ta thấy chạy rất là nhanh. Mình khởi động lại cái cho mọi người xem. Và đặc biệt ở một chiếc máy bàn mình đang có đó, thì mọi người cũng sợ là bảo không, mua máy bàn dây nhợ nó mệt lắm, rồi là kéo dây mạng đủ các kiểu. Không nha mọi người, mình mua cái USB đây, USB Wi-Fi nè. Thì thử mình cắm trước luôn, mình không cần cắm sao nha, mình cắm trước luôn, mình cắm vào. Do là cái Windows 10 thì nó sẽ có thể là nó hỗ trợ driver cho mình. Mình chưa chắc nha mọi người, tại vì mình mới thử lần đầu thôi. Xem coi nó có hỗ trợ driver hay không. Còn nó mà không hỗ trợ driver thì đây, nó hỗ trợ nè. Mình kết nối nhân laptop AMOC 123, Enter. Còn rất là nhiều điều thú vị và những cái mặt lợi của mình mua một chiếc máy bàn. Dĩ nhiên là xài nó sẽ rất là bền hơn laptop, trâu bò. Thói quen của người xài văn phòng thì thường hay bị làm đổ chất lỏng hay đổ những thứ linh ta linh tinh lên máy á, thì rất là dễ bị hư. Còn đối với máy bàn thì chúng ta thấy là đặt ở một cái nơi nào đó, xong rồi chúng ta
cái bàn phím đặt trên bàn, cho dù đổ thì chúng ta cũng chỉ thay được cái bàn phím thôi. Chúng ta thấy rất là tiện khi mà những dòng máy này nó có loa sẵn hết nè. Còn mình muốn mua nghe nhạc mà loa muốn nghe nhạc to hay gì đó thì chúng ta trang bị cái loa gì đó chúng ta xài, rất là tiện. Mình tóm lại cái vấn đề khi mà chúng ta mua những chiếc máy bàn, mình tắt cái nha mọi người. Đây là chiếc Dell Optiless. Cái model nó là 7060SFF, có cấu hình là Core i. Cái này không phải ấy nha mọi người, đang cập nhật tại mình cài chưa có hoàn thành. Có cấu hình là Core i5 8500, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256. Màn hình thì chúng ta sẽ mua màn hình mới. Khuyên mọi người luôn, đừng mua màn hình cũ mọi người. Nó hơn nhau có vài trăm nghìn là mình đi uống cà phê cũng hết nha, mình uống cà phê cũng hết, mình đi nhậu cái cả triệu 2 triệu đồng. Nhưng mà mình mua cái màn hình cũ chúng ta vừa xài xong cái nó hư rồi, rất là phiền. Mình mua luôn cái màn hình mới có 2 triệu bạc, triệu mấy, 2 triệu, 2 triệu hơn, tùy mình thích cái dòng nào đó. Màn hình đẹp, không có hại mắt, bảo hành tận tới 3 năm đó, cho nên là rất là yên tâm. Cái này là do mình đang cập nhật driver nha mọi người, mình không có cắm dây. Đó, chúng ta thấy bên trong của chiếc máy này nó rất là tiện lợi, nhỏ gọn, khả năng nâng cấp thay thế rất là dễ dàng. Phím chuột mới và có cái wifi nó kết nối đầy đủ, nghe nhạc thoải mái luôn. Bạn nào mà cần hỗ trợ, tại vì mình cũng có những cái dòng máy rẻ tiền, tầm khoảng 3 triệu cũng có, 2 triệu cũng có, để mình gáp lên một chiếc máy. Tuy nhiên là quan trọng là cái nhu cầu của mình. Với chiếc máy này chúng ta có thể xài được đồ họa 2D, Photoshop, Corel hay là chơi game Liên Minh, Liên Quân, Võ Lâm, Truyền Kỳ, Đột Kích là vô tư. Mọi người lưu ý, còn bạn nào muốn xài đồ họa nữa thì chúng ta sẽ mua cái cạc. Cái cạc rời của nó, nếu mà cạc theo máy á, thì nó tầm khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu đối với những cái cạc về đồ họa. Mọi người lưu ý. Ok, cảm ơn và hẹn mọi người những video tiếp theo. Bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn chuyên sâu để không chỉ riêng về máy bàn hay là laptop thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Và mọi người cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào cái nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm tốt hơn. Cảm ơn và hẹn mọi người ở những video trải nghiệm kế tiếp. Bye bye mọi người.